Quân sẽ phát bóng chuột luôn. Chưa đủ có. Và cứ bóng bằng chân quá hay của anh Trung Nghĩa. Rất đáng tiếc. Và này bóng cung qua lưới của Trọng Nghĩa. Điểm 5-6 cho Thái Lô. Những phụ công là những pha bóng chiến thuật mà không có bóng nào có thể có được ngoài Thái Lô. Điểm được sang 30 đều. Đức Thành. Bóng đá mặt tay của Đức Thành đi ra ngoài. Điểm 11-10. Anh Tuấn sẽ phát bóng. Kỳ lực của Quốc Di nha các bạn. Quốc Di. Bóng mặt tay trái đi ra ngoài. Điểm 16-19 cho Yên Đồng. Thì việc nếu có thất bại cũng là lẽ bình thường thôi. Vấn đề là các thủ Yên Đồng đã cống hiến cho khán giả những pha bóng cực kỳ đẹp mắt, đặc biệt là trận bán kết diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay. Thêm một điểm dành cho Yên Đồng, 17-19. Bùi Văn Cường đã trở lại sân. Và xử lý của Quốc Di chưa được. Rất tốt. Và đánh bóng kinh nghiệm của Hoàng Trọng Nghĩa. Điểm 18-19 cho Yên Đồng. Vừa rồi là tình huống ghi điểm của Hoàng Trọng Nghĩa. Và ghi điểm liên tiếp khiến cho huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc là phải dừng. Xin đồng. Bùi Văn Cường sẽ phát bóng. Rất khó, bóng giật lưới rồi từ từ đang trên bàn sân của chủ nhà. Điểm 19 đều. Cười là vẫn còn dành cho Yên Đồng. Và điểm số bây giờ là 19 đều. Hoàng Trọng Nghĩa và các đồng đội đang sốc lại. 19 đều, tỷ số chung cuộc là 2-0. Đây là trận đấu thứ 3. Thứ 3 này. Bùi Văn Cường. Xúc đèn và với lại mic quá lớn các bạn. Chỉ có đúng hai cái đèn, một góc là có điện thôi các bạn. Mấy đèn kia nó bị gì? Bùi Văn Cường. Và bắt đầu một tình lỗi hiếm thấy Libero quay chung cực. Libero số 1 của đội tuyển Việt Nam. Phạm Thái Hưng sẽ phát bóng. Điểm 22-20. Đến từ anh em ban tổ chức.
và rút ra cái biệt số còn 1-2 sau 3 set. Và nổ sân các bạn. Vừa rồi tình huống đá bóng của Đinh Nhân Phương nha các bạn. Chiến thắng ở trong trận đấu thứ ba vừa qua có lẽ sẽ giúp cho tinh thần của cầu thủ Yên Đồng tốt hơn. Vừa rồi là pha vào bóng của Quốc Duy. Hà Nội có lực lượng mạnh nhất trận đấu cuối cùng của giải đấu này. Vẫn còn. Nỗ lực tuyệt vời của thủ thành Lô. Và đã có điểm số trận đấu với pha kết thúc của trận thứ 5-8. Chỉ một đối thủ rất mạnh nhưng họ vẫn đang thi đấu rất kiên cường. Rất tốt của Quả Trọng Nghĩa.
cú xuống đây. Để chơi. Xong pha là gì? Thanh Thuận. Và kết thúc của Phú Huy. Điểm 16-10 cho Thầy Lô. Đến Như Phương và Quảng Trung Nghĩa. Khi mà sẽ thiết bị thi đấu của sân bóng tuyển sát Thầy Lô là đạt tiêu chuẩn rất cao. Điều kiện thời tiết buổi tối là cực kỳ tốt. Anh Tuấn thêm một điểm nữa dành cho Yên Đông, 13-16. Chủ công Quảng Trọng Nghĩa sẽ phát bóng. Mùa giải vừa qua thì Quảng Trọng Nghĩa là tay đập góp công lớn giúp thằng An Ninh Bình đăng quang. Quảng Trọng Nghĩa đã cùng với Trang Anh Hình vượt qua chính Sa Đéc Khánh Quảng trong trận chung kết với tỷ số 3-1. Nhưng đây là trận đấu khó khăn của Quảng Trọng Nghĩa trước đội Tà Lu. Anh Tuấn bóng ra đi ra ngoài, vung tay hơi quá tầm một chút của Thanh Tuấn. Điểm 15-16 cho Yên Đồng. Thế này huấn luyện phó của Sa Đéc Khánh Hòa chính là Ngô Văn Kiều, cựu ngôi sao lừng danh một thời của bóng chuyền Nam Việt Nam. Không qua lưới và đánh mất điểm của Quốc Duy, điểm được san bằng 16 đều. Nghe thi đấu sân bóng chuyền xã Thầy Lỗ gần như nổ tung sau khi Yên Đồng san bằng cách biệt kỹ thuật thượng thừa của thủ thoại đội Yên Đồng và đội chủ nhà Thầy Lỗ. Ăn luôn Xuân Tân. Đức Anh bóng đã chạm chạm rồi. Điểm 17-16 cho Yên Đồng. Số 3 Dương Văn Tiên sẽ phát bóng. Cười ghi điểm và kết thúc như bố hổ của Tây Phương. Điểm 18-17 cho Yên Đồng. Các thủ Yên Đồng đang chơi mà không cần biết mình đã phải cày ải qua bao nhiêu set đấu. Các thủ phải cống hiến 200% sức lực để tận hiến cho khán giả, bởi khán giả là một điều gì đó phi thường. Không biết mệt. Tuyệt vời. Bóng mẻ chắn đi ra ngoài. Điểm 19-18 cho Yên Đồng. Trong những điểm vô số vừa qua thì chuyền hai của Yên Đồng cũng đã chơi đầy ngắn nóc. Luật sư rất kinh nghiệm. Điểm dối được san bằng 19 đều. Anh Tuấn. Tuyệt vời. Đức Anh đánh bóng rất chắc tay. Điểm 20-19 cho Yên Đồng. Vừa là pha nổ xăng của Đức Hạnh. Đức Anh luôn là nguồn cảm hứng của bóng chuyền Hà Tĩnh. Bùi Văn Cường. Tuyệt vời. Ra ngoài rất đáng tiếc. Điểm 21-20 cho Yên Đồng. Covid-19 năm nay là một năm bùng nổ của các khán giả khi đã trở lại với bóng chuyền Nam xã Thầy Lỗ. Tuyệt vời. Và kết thúc của Phạm Thái Hưng.
Hồ Thị Diệp Phương. Thạch Phương điểm 22 đều. Ngày hôm nay thì các cổ động viên đến từ xa Yên Đồng cũng đã có mặt trên sân bóng chuyền sang thay đấu rất đông. Bóng chuyền sang đâu? Một pha ăn đẹp trực tiếp điểm 23-22. Một pha bóng có phần hơi lưỡng lự của Phúc Loan. Thanh Phương sẽ phát bóng cho Yên Đồng. Quốc Đoàn vẫn còn cười ghi điểm cùng tôi và bỏ nhỏ Phương Quang và rất đau óc của cầu thủ Yên Đồng điểm 24 đã đây. Chắc chắn chúng ta sẽ ngồi dành cho Yên Đồng ở ván đấu thứ tư này để họ kết thúc ván đấu với những niềm hy vọng dành cho đội Yên Đồng. Trong khi đó thì cao thủ chủ nhà đang toát mồ hôi. Và lỗi bước một